trước khi mà em đã từng áp dụng KPI, nhưng mà có một cái đó là thứ nhất là trình độ của nhân viên ấy, có nghĩa là trình độ của năng lực của nhân viên của mình nó chưa đáp ứng được, thì quay ra việc là mình cần phải xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp mà các bạn ấy cần hiểu được. Thực ra nó có một cái nõi đó là cái văn hóa doanh nghiệp ấy, mà nó chưa đạt được đến ấy, thì cái hành xử của các bạn ấy để mà chấp nhận KPI ấy, nó cũng là một cái cản trở rất là lớn. Thì với câu hỏi là vậy thì cái văn hóa doanh nghiệp khi mà anh có xây dựng đồng thời hay là trước cái KPI xây dựng không, hay là cả cái giá trị cốt lõi cũng như là tầm nhìn cũng như là sứ mệnh, thì cái đấy thì anh có thể trao đổi qua về cái liên hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và KPI đúng không ạ? Câu hỏi rất tuyệt vời đấy. Xin mời thầy Dạ. diễn giả chúng ta. À, xin chào anh, xong qua không biết anh tên gì ạ? Dạ em là Đức. Sorry em đặt cái tên nó Dạ, em theo chào tên anh công Đức. ty. À, thật ra anh hỏi câu hỏi này rất là hay và em có thể sẽ phải mất rất là lâu, mất rất là nhiều thời gian để trả lời câu hỏi này của anh. Và em cũng xin phép chia sẻ lại cái thực trạng mà khi em xây dựng KPI ở Liên Châu là như thế nào. Khi mà em bắt đầu tiến hành làm việc ở Liên Châu á, thực ra em không phải là founder nhưng mà em bắt đầu làm việc ở Liên Châu cách đây cũng 5 năm thôi. Và khi đó thì Liên Châu làm việc là kiểu như là một doanh nghiệp cũng đi lên từ nghề, cũng là gia đình. Và khi mà mình vào mình đã xác định được rất là nhiều cái nỗi đau, nhưng mà đầu tiên là phải xác định được nỗi đau nhất. Và nhân viên có rất là nhiều tầng lớp trình độ cũng như là rất là nhiều tính cách của nhân viên khác nhau. Và lúc đó việc đầu tiên không phải là mình phải là em là không xác định là phải xây dựng hay là phải áp dụng KPI ngay, mà em đi từ một cái rất là nhỏ nhất, đó là đánh giá ABC. Là trước đó là chưa có đánh giá gì hết mà em là đi mình đi từ cái đánh giá ABC. Sau khi mà đi đánh giá ABC, ABC rất là đơn giản, một vài tiêu chí rất là đơn giản thôi, là bạn đi làm có tích cực hay không, rồi hiện tại công việc mức độ hoàn thành như thế nào. Và mình thời gian đầu mình chấp nhận là cho các bạn đánh giá theo cảm tính, thời gian đầu là mình chấp nhận các bạn đánh giá theo cảm tính một thời gian luôn, tức là mình đồng ý là mình chấp nhận một cái kết quả tương đối cảm tính từ những bộ phận cũng như là từ quan sát của mình, để mình có thời gian để mình xây dựng data, mình có thời gian để mình quan sát, để mình tìm hiểu tất cả các nền tảng công việc. Sau đó là một điều rất là quan trọng là khi mà mình xây dựng đánh giá theo như ABC là những hai hoặc là ba tiêu chí rất là cơ bản thôi anh, một hoặc là hai hoặc là ba tiêu chí là mình xác định được cái nỗi đau lớn nhất của mình, đó là mình cho mình đánh giá vào đó. Sau khi mình xây dựng hai ba tiêu chí cơ bản như vậy là cũng đủ thời gian để mà cho nhân viên người ta hiểu được cái việc mà đánh giá ABC là cái gì. Sau khi mà mình đánh giá được ABC là gì, sau khi mà người ta đã quen với việc là hàng tháng người ta được đánh giá A, B và C, là sau khi đó mình xây dựng tới một cái đánh giá cao hơn là KPI hoàn chỉnh, ra là lúc đó người ta đã không bị sốc. Và khi người ta không bị sốc như vậy là người ta đã quen với việc là công việc người ta và công sức, thời gian và trí lực và sức lực người ta bỏ ra cho công việc, người ta đã nhận lại được cái gì, thì lúc đó người ta đã quen rồi. Thì lúc đó em mới bắt đầu tiến hành tới cái bước là thiết lập lại mục tiêu của công ty, thiết lập lại tầm nhìn văn hóa công ty và đào tạo văn hóa công ty là như thế nào. Thì lúc khi mà chúng ta trước đây mà khi mà chưa xây dựng được văn hóa và tầm nhìn của công ty, và cũng tin chắc rằng là có rất là nhiều các anh chị ở đây chúng ta hiện tại chưa liên kết được cái văn hóa cũng như tầm nhìn của công ty, mà hiện tại chúng ta là một doanh nghiệp mà chúng ta chỉ là có một cái quy trình nghiệp vụ thôi, và chúng ta chưa xây dựng được một cái doanh nghiệp bài bản như 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 cái hệ thống xây dựng doanh nghiệp của Sài Gòn Điện Trọng. Vậy thì bởi vì việc chúng ta đề ra là gì, chúng ta sẽ phải xây dựng, nếu như chúng ta bắt đầu xây dựng bằng văn hóa, bằng tầm nhìn, bằng bằng doanh nghiệp, rồi bằng theo như một hệ thống mà chúng ta bắt đầu xây dựng từ đó, thứ nhất là nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, và thứ hai là đó là một công việc mà chúng ta phải xây dựng hàng ngày, hàng giờ và hàng tháng, hàng quý, hàng năm luôn rồi. Tại vì mục tiêu và tầm nhìn đều có thể thay đổi, cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng mà nếu như mà chúng ta đợi thì chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa hoặc là một cái tầm nhìn hoặc là sứ mệnh cho nó xong rồi chúng ta mới áp dụng tới KPI nhỏ xuống dưới á, thì chúng ta đã bỏ lỡ quá quá nhiều thời gian và chúng ta sẽ mất rất là nhiều. Vậy thì kinh nghiệm của Trọng chia sẻ ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu bằng những điều nhỏ nhất, cứ cho nhân viên bộ phận của mình làm việc với nghiệp vụ công việc họ đang làm và một chỉ tiêu là làm tốt nhất từ những điều nhỏ nhất. Thì khi mà mình làm KPI, mình xây dựng A, B, C cho nhân viên, chỉ cần người ta làm tốt từ những điều nhỏ nhất thôi là từ từ văn hóa doanh nghiệp của mình sẽ bắt đầu hình thành.
Khi mà hình thành như vậy xong là mình chắt lọc thêm những cái hay, hoặc là mình mang thêm những cái văn hóa mà mình cảm thấy một số doanh nghiệp bạn hay, mình đưa vào, rồi từ từ mình sẽ gieo mầm vào nó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng lên những cái lớn hơn, những cái lớn hơn. Và sau khi chúng ta xây dựng được một cái tầm nhìn cũng như là mục tiêu sứ mệnh hoàn chỉnh, là chúng ta bắt đầu xây dựng, là chúng ta phải hướng lại cái KPI chúng ta xây dựng từ đầu đó, chúng ta sẽ hướng từ từ vào mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của chúng ta. Thì đó là cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ với Đức.